Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có trong bản tin ngày hôm nay. Chúng ta đến với thông tin đầu tiên bằng sáng chế Face ID dưới màn hình của Apple. Có thể nói Dynamic Island đã cứu cả dòng iPhone trong năm ngoái. Sự nâng cấp đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm là không có, nhưng tất cả đổ dồn vào sự biến mất của màn hình tai thỏ sau 5 năm. Dynamic Island mở đường cho một cách chạy ứng dụng đa nhiệm mới và cách điệu lại cụm cảm biến Face ID cũng như camera trước. Tuy nhiên, có vẻ như thiết kế này sẽ sớm biến mất. Một bảng sáng chế mới đây cho biết, công ty có tên Cupertino đang nghiên cứu cách triển khai Face ID dưới màn hình với công nghệ cho phép đóng hoặc mở có chọn lọc từng pixel. Về bản chất, khoảng trống ngay phía trên cảm biến Face ID sẽ mở đục trong các trường hợp bình thường và trong suốt một phần khi cần nhập thông tin sinh trắc học. Cảm biến Face ID chỉ chiếm một phần của Dynamic Island. Điều này có nghĩa là ngay sau năm 2024, iPhone 16 có thể có Dynamic Island nhỏ hơn hiện tại, giống như dòng iPhone 13 series đã từng làm. Mục tiêu cuối cùng của Apple là một chiếc iPhone có màn hình tràn viền liền mạch. Tin tức tiếp theo, vũ khí trong năm 2024 của Samsung. Dự án kết hợp giữa Qualcomm và Samsung vẫn sẽ được tiếp diễn cho đến ít nhất là hết thế hệ S24. Tuy nhiên, năm sau rất có thể sẽ có sự xuất hiện thêm của chip Exynos tưởng chừng như đã bị quên lãng. Thực tế thì ai cũng biết được là Samsung vẫn phát triển chip Exynos để chờ ngày trở lại. Theo nguồn tin Ice Universe, ông trùm công nghệ Hàn Quốc đang phát triển chip Exynos 2400 mới. CPU của chip sẽ chuyển từ kiến trúc 8 lõi thành 10 lõi, bao gồm 1 lõi Cortex-X4, 2 lõi Cortex-A720 tốc độ cao hơn, 3 lõi Cortex-A720 nhưng với tốc độ thấp hơn và 4 lõi Cortex-A520. Hiện tại, thông tin về dòng S24 sử dụng song song hai con chip là khá mập mờ. Chỉ biết rằng, những chiếc smartphone màn hình gập trong năm nay vẫn sẽ dùng chip của Qualcomm. Các chuyên gia công nghệ kỳ vọng thế hệ chip Exynos tiếp theo sẽ được Samsung cải tiến hoàn chỉnh hơn, sẵn sàng cạnh tranh với chip Snapdragon trên chính dòng flagship của mình. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày, sự thay đổi trên chip Snapdragon cao cấp vào năm sau. Qualcomm đã ra quy ước đặt tên hợp lý hơn cho các bộ xử lý smartphone từ vài năm trước khi chuyển từ Snapdragon 888 sang Snapdragon 8 Gen 1. Kể từ đó, chúng ta đã thấy dòng Snapdragon 7 Gen 1 thay thế tên dòng Snapdragon 700. Ngoài ra còn là sự xuất hiện của Snapdragon 6 Gen 1 và 4 Gen 1. Tuy nhiên sắp tới đây, việc đặt tên cho chip Snapdragon có thể trở nên phức tạp hơn. Cụ thể, Qualcomm sẽ có quy ước đặt tên mới cho bộ vi xử lý. Nhiều khả năng hãng sẽ đặt theo quy ước như Snapdragon 7 Gen 2T và Snapdragon 7 Gen 2P. Việc bổ sung các ký tự chữ cái theo tên chip kiểu như này sẽ khiến tên chip của Qualcomm trở nên rất phức tạp. Nhưng nó không phải là mới, khi quy ước này khá giống với trường hợp của Snapdragon 782G hiện tại. Được biết, tiền tố này là để phân biệt giữa các phiên bản có xung nhịp khác nhau. Điều này đã xảy ra vào năm nay khi Snapdragon 8 Gen 2 có tới 2 phiên bản, một cho Samsung và một cho phần còn lại. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.